chào tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên. Trong video này, Trung tâm Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dẫn các thầy cô và các bạn sinh viên download, cài đặt và sử dụng cơ bản phần mềm Zoom Meeting để học tập trực tuyến. Đầu tiên, thầy cô và các bạn download phần mềm Zoom trên trang chủ zoom.us. Trên tab Resource, bấm sổ xuống và chọn Download Zoom Client. Sau đó bấm vào Download cho phiên bản Zoom Client for Meeting. Sau khi tải về, chúng ta nhấp vào File để tiến hành cài đặt. Đầu tiên cần phải đăng ký tài khoản. Phần mềm Zoom cho phép đăng ký tài khoản bằng 3 cách. Hoặc có thể chọn Sign up free để đăng ký thủ công, các bước đăng ký cũng khá đơn giản. Sau khi đăng ký xong, chúng ta tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Đây chính là giao diện bắt đầu của Zoom Meeting. Phần New Meeting để tạo một cuộc họp mới. Phần Join để tham gia vào cuộc họp đã được tạo sẵn. Phần Schedule để lên lịch cho cuộc họp. Phần Share Screen để chia sẻ màn hình, tài liệu, video. Để tạo một cuộc họp mới, chúng ta bấm vào New Meeting. Đầu tiên, cần phải thiết lập hình ảnh và âm thanh cho máy tính của mình. Góc trái phía dưới biểu tượng Micro, bấm vào nút mũi tên để chọn thiết bị microphone và loa phù hợp. Tương tự đối với phần hình ảnh, chúng ta chọn camera ngoài hoặc webcam trên laptop của mình. Trong cuộc họp, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh bật tắt camera microphone của mình. Phần Invite là phần chúng ta có thể mời bạn bè trong liên hệ vào họp hoặc có thể mời những người khác vào phòng bằng email. Phần Manage Participant là quản lý tất cả các thành viên trong cuộc họp. Chúng ta có thể tùy chỉnh bật tắt micro, video của nhiều người hoặc một người bất kỳ. Phần Chat là phần cho phép giao tiếp bằng tin nhắn, cũng như có thể gửi tin nhắn đến tất cả mọi người hoặc một người bất kỳ. Phần Record là phần chúng ta có thể ghi lại quá trình buổi họp. Video Record sẽ được lưu vào thư mục tùy chỉnh trong phần Setting. Phần Share Screen là phần chúng ta có thể chia sẻ màn hình cho tất cả mọi người, chia sẻ tài liệu, trang web, video, hình ảnh. Để kết thúc tính năng chia sẻ màn hình, chúng ta chọn Stop Share. Phía trên góc bên trái có biểu tượng vòng tròn. Chúng ta bấm vào để lấy toàn bộ thông tin của phòng họp bao gồm ID, tên chủ phòng và password. Chúng ta có thể chia sẻ những thông tin này đến những người mà chúng ta muốn mời vào phòng họp, thay vì mời trong danh sách bạn hoặc email. Để kết thúc cuộc họp, chọn vào End Meeting. Trong trường hợp muốn tham gia vào một cuộc họp đã tạo sẵn, bấm vào Join, nhập ID và password từ phòng chủ họp để tham gia. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công!